Xin chào, hôm nay TVG Shop sẽ trên tay một thiết bị máy in cầm tay nhãn hiệu Puti PT50DC. Đây là hộp sản phẩm, mình sẽ bóc hộp nó ra. Ok, sau khi mở hộp chúng ta sẽ có tem QC, giấy, chắc giấy bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn lưu ý là trong này sẽ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung. Và ngoài ra nó còn có một cái mã QR code để mình tải ứng dụng ở trên App Store hoặc là CH Play. Đây là cái mã QR code để mình tải. Đây là hộp sản phẩm của chúng ta, được tặng sẵn một cuộn giấy này. Đây là sạc, một cái dây kết nối. Dây kết nối này là dây kết nối với máy tính hoặc là điện thoại. Còn đây là chiếc máy in của chúng ta, nhỏ gọn, cầm tay. Tháo pin ra, các bạn gạt cái này. Đây là viên pin 1500 mAh. Nói chung nếu mà chỉ in và kết nối không thì bạn thoải mái, dùng thoải mái. Rất ít khi phải sạc. Cái này có in được code không anh? Có. Mặt trước của thiết bị. Mình sẽ gạt cái này xuống để lấy cuộn thanh và cuộn giấy. Mình sẽ lắp luôn giấy vào đây. Đây là cuộn giấy tặng kèm. Cộng luôn như này. Các bạn đặt cuộn giấy vào như này nhé. Hướng nó như này. Để tải ứng dụng về máy, mình có hai cách để tải. Đó là một là tìm trong App Store với tên là Puti Printer như này. Hoặc là mình có thể quét bằng mã QR code. Sau đó nó sẽ đưa đến chợ ứng dụng Android hoặc App Store. Máy bạn là iPhone thì chọn App Store, còn là máy Android thì chọn là Android. Cái viết sai chính tả. Nó tải về. Trong lúc chờ tải về để có thể sử dụng ứng dụng bằng giao diện tiếng Anh thì các bạn vào phần cài đặt chung, mục ngôn ngữ và vùng. Các bạn thêm ngôn ngữ khác, chọn tiếng Anh, xong đổi thành tiếng Anh. Bây giờ ngôn ngữ là máy đang ở tiếng Anh, để đi lại tiếng Việt, bạn kéo tiếng Việt lên trên tiếng Anh. Như vậy. Sau đó ứng dụng Puti, bạn có thể sử dụng tiếng Anh bình thường. Đây là giao diện đã có tiếng Anh. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách kết nối máy in với điện thoại. Máy in sau khi lắp giấy xong xuôi, các bạn bấm nút nguồn.
trên điện thoại các bạn mở ứng dụng Putty Printer lên, vào mục Unconnected để kết nối máy in. Ở đây nó sẽ hiển thị máy in lên là PT50DC, bạn bấm vào kết nối. Sau khi kết nối thì biểu tượng Bluetooth trên màn hình của máy in sẽ được bao bọc bởi hình tròn màu vàng. Xin đặt đây. Đây là giao diện của ứng dụng. Với cỡ giấy như này thì mình sẽ in. Đây là tên của cái nhãn, mình ghi là nhãn mới chẳng hạn. Đây là kích thước giấy và khổ, kích thước chiều rộng, chiều cao và chiều giấy. Loại giấy của mình là giấy loại gáp, tức là cái loại mà có đốt như này, có từng đốt như này, thì dùng đến đâu mình sẽ xé đến đấy. Sau đó mình nhấn Enter. Ở đây mình sẽ chèn một dòng text. Ngoài ra thì cũng chèn được cả mã vạch, mã QR code, hình ảnh. Nói chung là nó sử dụng như một cái máy tính bình thường. Các bác in hóa đơn rồi là in văn bản. Đây mình ấn vào text. Nháy đúp 2 lần để chỉnh sửa text. Các bấm nội dung vào đây. Ở đây mình sẽ ghi là máy in giá, máy in giá tiền. Ok, Enter này. Sẽ đặt góc này. Bấm in thử. Đây là thuộc tính của nó. Thuộc tính in. Giờ căn chỉnh. Mình chọn vào cái này. Mình sẽ chỉnh được thuộc tính in. Mình chọn là in chữ to này, chữ đậm này. In xoay ngang trái, dọc phải các thứ. Nhưng mình để bình thường. Mình sẽ in thử luôn. Ấn vào. Sau khi sửa nội dung xong, mình sẽ ấn vào nút in. In xong. Cái này các bạn phải điều chỉnh cái nội dung in của mình sao cho nó phù hợp với cỡ giấy và vị trí của giấy. Các bạn phải thêm nhiều nội dung khác nhau. Đây mình chèn thêm một cái logo nữa. Mũi tên đi. Đây. Chèn thêm một cái logo. Cái này sẽ rất to. Sẽ điều chỉnh ở đây. Khóa này là sẽ khóa vị trí, mình sẽ không di chuyển, không kéo to khi nhỏ nữa. Để mình cố định. Xong rồi mình chọn vào, mình sẽ chọn sửa được cái này. Thì nó không, hai cái nó không bị nhầm lẫn vào nhau. Thì mình in lại. Mở khóa cái này. Cho cái này lên trên một chút này. Cái này lên trên đây. Ấn in đó, đây là nội dung in. Cảm ơn các bạn đã xem video.